thí sinh tiếp theo. Thằng thấy các bạn hơi bị căng thẳng, có căng thẳng không? Thằng cảm nhận được điều đó. Có căng thẳng không? Đây là lần đầu tiên Thiên xuất một tấm hình mà với cái chiều cao nó chênh lệch quá nhiều. Thật là thảm hại. Bạn diễn so với chiều cao của mình khá là bé nhỏ. Thôi tiêu rồi. Trước đó thì Thiên chụp hình một mình thôi hả? Mình hoặc là với một bạn nam hoặc bạn nữ, cái chiều cao nó không có chênh lệch. Nó thể hiện ở thần thái và trang phục chứ không quyết định là chiều cao đúng không chị? Nó thể hiện ở thần thái và trang phục chứ không quyết định là chiều cao đúng không chị? Mét 74 cũng không có vừa. Bạn thể hiện sự tươi tắn nha. Đúng như những gì mình nghĩ, khi mà bước vào set chụp hình, bạn diễn rất là lay hoay về cách tạo dáng. Nếu mà được chụp riêng từng người, mình thấy là thích chụp riêng hơn. Hai đứa được chống với nhau được không? Mình diễn cái phong cách của mình khác mà bạn diễn cái phong cách của bạn khác, nên không thể nào nó hòa nhập với nhau được. Thấy bạn hơi thấp thì đứng lên. Các bạn đừng có để ý tới chiều cao nữa. Thằng nghĩ như thế. Các bạn cứ cố chấp về cái định kiến chiều cao không thể nào mà chụp hình chung được. Và vì thế thì cho ra một cái bức hình khá là thất vọng. Cảm ơn các bạn.